đầu tiên trong cái video này thì hôm nay bên shop lại tiếp tục lại về ít kilo băng keo này, lại về được khoảng tầm vài tấn nhá. Đó thì bữa trước hết sạch rồi, hôm nay hàng tiếp tục về, hàng này lại về mà cái lô này hàng đợt này cũng rất là đều và đẹp nhá. Đấy, đầy đủ các màu sắc để phục vụ các bác luôn. Hàng này bên em sẽ bán theo ký các nhá, bán theo ký và có bán theo cuộn. Đó, bán theo ký và bán theo cuộn. Đây, một ký thì bên em sẽ bán giá của nó sẽ là 80k. Đấy, các bác lên mã sản phẩm là băng keo điện nhá. Một ký sẽ là 1kg này. Đấy, sẽ là 80k 1kg. Đấy. Hàng thì bên em sẽ bốc xô cho bác nhá, bốc xô cho bác lẫn lộn. Sẽ có là cuộn to, cuộn nhỏ, cuộn cuộn màu nọ màu kia. Đấy, bốc xô các bốc xô lẫn lộn màu các bác nhá. Đấy, bốc xô lẫn lộn màu. Các bác lưu ý là hàng này bên em số lượng nó nhiều thì nhiều thật nhưng mà bốc màu nó rất là mất thời gian. Đấy, vì bên em bán xô thôi. Đấy, và giá nó rất là tốt rồi. Hàng này thì nói chung là cực kỳ chất lượng. Lõi mỏng này. Đấy, lõi mỏng và cuộn nó sẽ được nhiều nhá. Đấy, một cuộn được nhiều, nó cuộn rất là chặt, nó không như những cái dòng băng keo Việt Nam là các bác cầm cái cuộn băng keo nó lỏng nghèo, nhưng con này cầm cực kỳ chắc luôn. Đấy. Và siêu dính siêu dài nhá. Đấy, siêu dính siêu dài, dính rất thích luôn. Mà em bên em bán rất nhiều rồi. Đấy, bán xô nhá, bán xô. Giá sẽ là 80.000 một ký nhá, 80.000 một ký băng keo điện nha. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn mua lẻ mà bác nào dùng ít muốn mua lẻ thì bên em sẽ ưu tiên là bán theo cuộn nhá. Đấy, bán theo cuộn. Nếu mà các bác lấy lẻ một cuộn thì giá của nó sẽ là 10k nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 10k một cuộn nha. Đấy, 10k một cuộn. Đó. 10k một cuộn. Đấy, 10k. 10k trên một cuộn lẻ nhá. Đấy, 10k một cuộn lẻ như này. Còn nếu mà các bác lấy bốc xô thì giá của nó sẽ là 80.000 một ký. Nếu mà các bác lấy chọn cuộn lẻ 10.000 ấy thì bên em sẽ cố gắng là chọn ra ba những cái cuộn mà nó đẹp hơn. Còn nếu mà các bác bốc xô thì nó sẽ có cuộn nọ một kia nhá. Đấy, em đã nói rõ trên video rất là rõ rồi. Đấy, thì bác có thể là tham khảo với con sản phẩm, cái dòng sản phẩm băng keo điện này. Số lượng thì cứ thoải mái để phục vụ các bác luôn. Đấy, các bác cứ yên tâm mua hàng nhá. Rồi em sẽ đi vào qua những sản phẩm tiếp theo trong cái video ngày hôm nay. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh để đón xem cái sản phẩm rồi video mới nhất của em. Đấy. Video thì bên em sẽ cập nhật hàng ngày. Đấy, trên các khung giờ chính của trong ngày nhá. Đấy, và các mặt hàng bên em sẽ cập nhật rất là đều để phục vụ các bác luôn. Đấy, các bác xem video đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em nhá các bác nhá. Các bác lưu ý là nhà em hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng được kiểm tra hàng thanh toán nên là các yên tâm mua hàng. Sản phẩm cưa kéo cắt cành trên cao. Giá thì siêu tốt các bác luôn. Đấy, một bộ của nó thì sẽ gồm có là một cưa và một kéo chuyên để các bác cắt những cái cành, cưa những cái cành ở trên cao. Các bác không leo trèo lên được thì các bác có thể tham khảo con sản phẩm này. Đấy, hàng thì con này đây, cái phần lỗ này về các bác lắp cho em cái xào vào. Đấy, kiếm một cái xào nó vừa cái lỗ này các bác lắp vào cho em. Đấy, vào đây. Phần này là cái phần kéo này. Kéo đấy thì các bác lắp cái dây vào. Đấy, đi kèm cho có cái dây cáp như này, một cái sợi dây dù luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, một sợi dây dù đi kèm như này về là các bác đấu vào đây. Con này nó là hệ dòng dọc nhá. Đấy, hệ kéo dòng dọc thì các bác về các bác lắp vào, các bác kéo này. Đấy, kéo này để cắt này. Ngoài ra thì có cưa, những cái cành nào mà cành to các thứ ra các bác không cắt được bằng kéo được, các bác có thể dùng cưa xem. Vừa có cưa vừa có kéo luôn, rất chất lượng. Hàng cực kỳ ok, xịn sò chắc chắn nhá. Và bên em gửi đến các bác một cái giá siêu tốt luôn. Đấy, nói chung là giá anh em thì các bác yên tâm là giá là cứ bao giá thị trường rồi. Đấy, chủ yếu là chạy số lượng thôi, bán số lượng. Các bác lên mã sản phẩm là kéo trên cao này. Kéo cành trên cao. Đấy, kéo cành trên cao. Giá của nó sẽ là 130.000 một bộ nhá. Đấy, 130k một bộ kéo cành trên cao nha. Đấy, em sẽ cho bác xem thực tế một cái video sản phẩm. Đây các ơi. Để phục vụ bà con nông dân thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn, em xin giới thiệu các bác sản phẩm kéo cắt cành trên cao. Thiết kế đơn giản nhưng rất thông minh tiện lợi. Tùy độ cao cành muốn thì các bác chọn gậy rồi. Đấy, các bác vào. Về các bác lấp dây dạ vào. Các bác cảm giác cắt. Đấy, các bác thấy không? Cắt rất ngọt luôn nhá. Tay cầm thông qua dây kéo dòng dọc. Cưa ngon luôn này. Còn có cưa nữa à? Một sản phẩm rất hữu ích cho các bác nhà. Đó, rất là thực tế thực tiễn nhá. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình, bác nào mà hay nhà hay dòng cây dòng cối thì dòng cho em rất ok luôn nhá. Giá cực kỳ rẻ thôi, giá như 130.000 bộ này các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái dòng sản phẩm bản lề nam châm. Các bác cứ lên mã sản phẩm là bản lề nam châm. Giá thì bên em bán một bộ này của nó sẽ là 15.000 này. Hàng này thì bán cũng rất là nhiều rồi và bán cho bác một cái giá siêu tốt luôn, 15.000 một bộ nhá. Yêu cầu của bác là các bác lấy từ 3 bộ trở lên cho em. Đấy, lấy từ 3 bộ trở lên vì giá của nó rất là rẻ rồi. Đấy, 3 bộ. Con này thì nó sẽ có kèm là băng dính cũng như là ốc vít. Về là các bác nếu mà các bác không muốn bắt vít thì các bác có thể dính băng dính. Còn ngoài ra thì nó sẽ có ốc vít đi kèm nha. Đấy, còn đây.
đây là cái bản lề chính này, ví dụ như là các bác lắp vào cạnh tủ này, rồi là cái phần ngăn kéo bàn cái thứ gì đấy, để khi mà các bác đẩy vào là nó hút vào nhá, nó hút chặt vào này. Đấy, thấy không, đây nó hút chặt vào này. Đấy, một bên này các bác cho cái này vào, một bên các bác lắp cái này vào đấy, thì khi hai cái nó gặp nhau này, hai cái gặp nhau nó sẽ hút vào nha. Đấy, hút cực kỳ chặt nhá, mà hút rất mạnh luôn. Đấy, đây hút cực kỳ chặt chặt và hút rất mạnh luôn nhá. Đó, rất ok. Giá của nó thì sẽ là 15k một bộ nhá, 15k một bộ bản lề nam châm. Đấy, các bác cứ lên mã sản phẩm là bản lề cũng được. Đấy, hoặc là bản lề nam châm đều được. Bản lề nam châm này, giá của nó sẽ là 15k bộ nhá. Đấy, lấy từ 3 bộ trở lên. 3 bộ trở lên. Đấy, 3 bộ thì giá sẽ là 45k. Đấy, nói chung là các bác cứ lấy 3 bộ sẽ là 45k này cho 3 bộ này. Đấy, 45k 3 bộ bản lề nhá. 45k 3 bộ bản lề. Bộ bản lề nam châm nhá. Đây em sẽ cho bác xem thực tế một cái video này. Đây các bác cùng xem này. Đó, về là bác lắp đặt là đấy, lắp đặt ví dụ như cánh tủ này, rồi là phần ngăn kéo thứ này. Rất ok luôn nhá, coi nhá. Đây. Đó, đây. Đấy, có thấy không? Dập vào cái này nó hút vào luôn này. Rất tiện nhá. Đấy, lắp đặt thì rất là dễ dàng thôi, có cả băng dính, có cả ốc vít, về thì các bác lắp cái nào cũng được. Đấy, có thấy không? Các bác tưởng tượng không? Phải các bác lắp vào những cái phần chỗ nào các bác cần lắp nhá. Cánh cửa tủ, rồi là ngăn kéo tủ, rồi là cánh cửa các thứ ra. Đấy, chỗ nào mà cần hút, nó hút mạnh vào ấy. Để cho nó giữ cái cửa nhà bác không bị bập bênh hay là không bị lung lay cái thứ ra. Đấy, dùng rất hay nhá. Giá sẽ là 15k một bộ nhá. Bên em bán từ 3 bộ trở lên nhá, bản lề nam châm. Sản phẩm hàng cà lê 8 đầu bên shop tiếp tục lại về nhá. Báo giá nhanh bác luôn, giá của nó sẽ là 90.000 một cây cà lê 8 đầu nha. Đấy, hàng đa di năng. Con này nó sẽ có là các cỡ đầu khác nhau này. Từ cỡ nhỏ nhất của nó sẽ là 8 và cỡ to nhất sẽ là cỡ 19 nhá. Đấy, từ 8 cho đến 19 luôn. Đấy, sẽ có hai bên đầu là mỗi bên là 4. Đấy, mỗi bên là 4 cỡ nhá. Đấy, tổng sẽ là 8 cỡ cho các bác xoáy đa năng luôn. Đấy, nói chung là các bác xoáy đa năng, ốc nào cũng xoáy được, thép CRV siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Giá của nó thì các bác cứ lên mã sản phẩm là cà lê 8 đầu. Giá sẽ là đi 90k một cây nhá. 90.000 một cây cà lê 8 đầu này. Đây các bác cùng xem thực tế một cái video này. Đó đây. Yeah, đây còn sản phẩm đây. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cà lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cà lê 8 trong bộ kiểu Mỹ này giúp đấy, các bác không? Xoáy cực kỳ tiện nhá. Thời gian tìm kiếm đồ, vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Các đấy, bác đấy là thực tế về con sản phẩm cà lê 8 đầu nhá. Đấy, các bác xoáy này có thể vật đi vật lại này. Đấy, vật đi vật lại các bác xoáy này, rất đa di năng luôn. Đấy, vật qua này này, vật qua bên này này. Đó. Rất ok luôn nhá. Lên trước lên đằng sau này. Đó, xoay các kiểu cho em luôn nhá. Cực kỳ đa năng mà giá chỉ có 90.000 một cây nhá. Rất hạt rẻ luôn. Sản phẩm tấm cọ lưng chất liệu silicone nhá. Đấy, để các bác dán lên tường nhà tắm này, các bác chuyên để các bác kỳ lưng này, rồi là thậm chí các bác kỳ chân kỳ tay, vừa kỳ vừa massage cho em. Đấy, nó có những cái gai này. Đấy, các bác cứ nhận hàng các bác sờ đi, rất thích này. Đấy, sờ rất thích này. Vừa massage vừa kỳ chân kỳ tay người ngậm nhá. Nó là dạng silicone thấm, không thấm hút nước nhá. Dùng xong là các bác lại rửa giặt qua cho em cái lại, lần sau lại dùng ok luôn. Đấy, giá siêu tốt luôn nhá. Các bác lên mã sản phẩm là tấm cọ lưng. Đấy, tấm cọ lưng. Giá của nó sẽ là 40k một tấm nhá. 40k một tấm nha. Đấy, tấm cọ lưng các bác nhá. Đấy, tấm cọ lưng giá sẽ là 40k. Ở phần sau nó có những cái phần hít chân không này. Đấy, các bác có thể đính để dính lên tường nhá. Rất ok. Đó, 40.000 một tấm nha các bác nhá. Đây, em sẽ cho bác xem thực tế một video này. Đây. Con sản phẩm tấm cọ lưng nhá, dùng rất hay luôn. Đây. Đấy đây. Đấy, có thấy không? Kỳ lưng này, kỳ tay này, kỳ chân này. Đó, dùng xong lại rửa giấy lên ngon lành nhá. Rất tiện dụng luôn. 40k một tấm nhá. Đấy, 40k một tấm cọ lưng nhá. Các bác lưu ý là tấm cọ lưng, cái này là tấm nhá chứ không phải là cây. Chứ không phải là cây cọ lưng đâu, tránh tình trạng lại nhầm sang cây cọ lưng. Đấy, tấm cọ lưng. Giá sẽ là 40.000 tấm nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô kìm chết FO này. Đấy, hàng kìm chết FO, hàng của Nhật nhá, rất chất lượng, Japan style này. Báo giá nhanh bác luôn, giá của nó sẽ là 160.000 một cây kìm chết FO này. Đấy, hàng rất chắc chắn dày dẫn luôn. Đó, đây, mã kìm nhá, FO này. Đó, FO 2402 này, rất chất lượng luôn này. Đó, hàng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Giá cũng rất là rẻ, giá 160k. Các bác cứ lên mã sản phẩm là kìm bấm hoặc kìm chết đều được nhá. Đấy, kìm bấm kìm chết đều được. Tiếp theo thì lên luôn thì bác là cái lô búa đinh này. Búa đinh thì bên em có hai mã, một loại to một loại nhỏ này. Con to thì còn ít thôi, con nhỏ chủ yếu có nhiều con nhỏ. Con nhỏ này thì đây, hàng toàn bộ thì của nó sẽ là hàng liền thân nhá. Đây em sẽ lấy con to nó xem. Đấy, hàng toàn bộ sẽ hàng liền thân như này. Đấy, con nhỏ là liền thân, con to liền thân.
Tay cầm thì sẽ có phần bọc nhựa, các bác cầm nó không bị trơn trượt nhá. Một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh cho em, rất ok luôn. Các bác dùng thợ thuyền rồi anh em dùng gia đình cho em, rất ok. Đấy, hàng của thương hiệu Asahi Japan nhá. À, con này thì chiều dài nó rơi vào khoảng tầm hơn 20, khoảng tầm 25 nhá, 25. Con này thì đây. Nó vào khoảng tầm hơn 30 một chút nhá. Đấy, hơn 30 một chút này. Đấy, tùy nhu cầu các bác thích dùng con nhỏ dùng, dùng con to dùng. Đây, em sẽ để cạnh hai con nhà để các bác dễ nhìn này, để dễ hình dung xem kích thước của nó nhau này. Đó đây. Đó hai con đây, tổng quan đây, con nhỏ con to đây. Con nhỏ thì báo giá nhanh luôn, con nhỏ mã của nó sẽ là búa B1 nhá. Búa B1 giá sẽ là 85k. Còn cái con to này thì mã của nó sẽ là búa B2. B2 này. B2 giá của nó sẽ là 135k nhá. Đấy 135k, tùy nhu cầu các bác lấy con nào cũng được. B1 là 85, B2 là 135 các nhá. B là 235. Rồi, em lên luôn cho bác là cái hộp bàn chải vàng. Các bác lên mã sản phẩm là bàn chải vàng, hàng của thương hiệu Út Đắc này, một trong những hàng chuyên về những cái đồ gia dụng. Đấy, đồ gia dụng rất là nổi tiếng này. À, một hộp này của nó sẽ gồm có là 8 cái nhá. Đấy, 8 cái bàn chải lông rất mềm luôn. Đấy, riêng dòng này lông cực kỳ mềm và bên em bán rất nhiều rồi, trước bán rất là luôn đấy. Đó đây. À, lông cực kỳ mềm này. Đó, lông cực kỳ mềm. Các bác đánh giếc cho em rất ok. Ngoài ra con này nó tích hợp cả phần cạo lưỡi nhá. Đấy, cái phần đầu cạo lưỡi này của nó là dạng đầu silicone này. Các bác cạo lưỡi. Còn đây có phần tay cầm này. Đấy, ốp cao su chống trơn trượt, rất ok em luôn. Đó. À, một hộp này sẽ gồm có là 8 cái nhá. Đấy, 8 cái. Các bác lên mã sản phẩm là hộp bàn chải vàng. Đấy, hộp bàn chải vàng này. Bán nhanh bác luôn này. Hôm nay thì bán nhanh luôn. Con này bữa trước như đang em đang bán giá 80k. Bàn chải vàng này. Giá bữa trước đang bán 80k, hôm nay thì bên em bán nhanh xả kho luôn. Giá của nó sẽ là đi 50k một hộp nhá. 50k một hộp bàn chải vàng. Đấy, giá chỉ có 50.000 một hộp bàn chải vàng thôi. Giá siêu tốt các bác, nhanh tại hàng này. Đấy, số lượng còn có hạn các bác nhá. Sản phẩm bút điện thông mạch hàng bên shop tiếp tục về này. Đấy, hàng nội địa Nhật nhá. Đó, bút điện thông mạch. Con này thì các bác thử điện này rồi ngoài ra các bác có thể kiểm tra thông mạch nhá. Đấy, hàng thì nhìn rõ mạch miếc các thứ đầy đủ ngon lành cho em nhai luôn. Đấy, hàng không có gì giấu giếm cả. Mạch miếc trong suốt nhìn rõ ràng luôn nhá. Đó, bút điện thông mạch này. Giá của dòng này thì hiện tại bên em đang bán một cái giá siêu tốt luôn. Giá sẽ là 80.000 một chiếc nhá. Các bác cứ lên mã sản phẩm là bút điện thông mạch. Giá sẽ là 80.000 một chiếc bút điện thông mạch nha. Đấy, 80.000 chiếc, hàng nội địa Nhật nhá. Rất chất lượng luôn. Con này bán rất nhiều rồi. Đấy, dùng rất uy tín nhá. Đấy, 80.000 một chiếc bút điện thông mạch. Đấy, 80k. Bút điện thông mạch nhá. Bút điện thông mạch này. Đấy, 80.000 một chiếc nhá. Đó, ngoài ra thì bên em có dòng sản phẩm kìm đa năng cho anh em thợ điện này, rồi các bác sử dụng gia đình cho em rất ok. Đấy, hàng cũng của hàng nội địa Nhật luôn nhá. Đây. Đó, hàng nội địa Nhật rất chất lượng luôn. Con này thì cực kỳ đa năng. Đấy, các bác dùng để bấm cốt này, tuốt dây này, tuốt dây con này tuốt dây từ mã từ cỡ là 1.0 cho đến 6, từ 1 ly 6 ly nhá, từ 1 ly 6 ly. Ngoài ra thì có phần cắt kẹp này. Đấy, cắt kẹp, nói chung là con này dùng quá ok rồi. Các bác cắt dây thép cực kỳ ngọt luôn. Tay cầm có bọc quách điện nhá, đầy đủ luôn. Hàng đây, hàng Japan Style luôn này, quá chất lượng luôn nhá. Đấy, mã cốt mã vạch đầy đủ. Hàng của nó sẽ là hàng nguyên vỉ ngay luôn. Đấy, hàng nguyên vỉ luôn. Các bác lên mã sản phẩm là kìm đa năng. Kìm đa năng này, kìm đa năng. Con này như là bữa trước bên em đang bán giá là 220k, hôm nay bên em cũng bán nhanh xả kho luôn. 220.000 hôm nay bên em bán nhanh xả kho nhá. Báo giá nhanh luôn nhá. Kìm đa năng 220 bán nhanh bác luôn này. 180.000 một cây. Đấy, 180.000 một cây kìm đa năng nhá. 180.000 một cây kìm đa năng. Đấy, hôm nay xả kho bán nốt cho bác. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm máy vít các nhá. Máy vít này. Báo giá nhanh bác luôn. Giá của nó thì sẽ là đi máy vít cô nhá. Đấy, máy vít này. Con này như bữa trước đang bán 150 này, hôm nay bên em cũng bán nhanh xả kho luôn. 130.000 một chiếc nhá. 130.000 một con máy vít như này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp. Con này thì nó là dòng máy vít chạy pin nhá. Đấy, hết pin là các bác lại cắm sạc vào. Đấy, đi kèm này sẽ có là một cái cọng dây sạc này về các bác cắm chung với lại củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, các bác cắm vào chân này để các bác sạc. Còn ngoài ra đây là nút bấm này. Đấy, con này nó sẽ có là ra vào đảo chiều cho em luôn nhá. Đấy, các bác cứ bấm nút là máy chạy thôi, rất đơn giản dễ dùng. Tặng kèm bên nhà sản xuất tặng kèm luôn mình là hai cái đầu vít như này. Đấy, hai đầu vít, một đầu ba ke và một đầu dẹt này. Đấy, chân sẽ là chân lục giác. Ngoài ra các bác có thể là thay thế những cái mũi vít khác vào nhá. Đấy, đây rất ok nhá, máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, các bác sử dụng gia đình tháo chiếc các thứ cơ bản em rất ok. Đó, đây máy chạy rất ok rồi nhá. Đây các bác, em sẽ tháo test thử bác xem này. Đấy, các bác tháo đồ đạc rất ok nhá. Đây, đấy, đây vào luôn nhá. Đây em tháo thử này. Đó,
Đấy, quay cái mặt này tháo nó mới chuẩn này, các bác dễ nhìn này. Đây em tháo này. Đấy có thấy không? Này xoáy vào này. Rất ok luôn nhá. Đấy. Đây con này nhá, con bên dưới này. Đấy tháo này. Vào này. Đấy, rất ok cho luôn nhá. Cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, tháo rất tiện nhá. Các bác tháo những cái đồ đạc ở nhà cho mình. Đấy, hết pin thì các bạn lại cắm sạc bác dùng. Đó. Hàng siêu chất lượng luôn. Giá thì cũng siêu tốt nhá. Các bác lên mã sản phẩm là máy vít. Giá thì bán nhanh các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 một con máy vít. Bộ sản phẩm bóng đúc M3 nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 150.000 một bộ nhá. Đấy, 150.000 một bộ bóng đúc M3 nha.